Trong rất nhiều trường hợp Một nhà đầu tư nhỏ Sẽ bóp chết một chủ doanh nghiệp nhỏ Tức là như này Tôi ví dụ một nhà đầu tư nhỏ nhé Một năm làm hai cái giao dịch Họ kiếm được một tỷ đồng Xong họ ngồi họ nhẩm như này Hai cái giao dịch kiếm được một tỷ đồng Như vậy là trung bình mỗi một tháng kiếm được bao nhiêu tiền đúng không? 80 triệu đúng không? Đồng ý không ạ? Có trường hợp ví dụ như họ chỉ cả một năm trôi qua họ làm được đúng một giao dịch mua xong bán họ kiếm được 500 triệu đồng Xong họ chia bình quân cho 12 tháng Tức là mỗi tháng họ kiếm được bao nhiêu nhỉ 40 triệu bạn có biết không Để làm một doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ nhé Một tháng kiếm được 50 và 100 triệu Mà nhìn nó rõ ra tiền ấy. Nhiều doanh nghiệp mà không thấy tiền đâu Đồng ý không ạ Nên trong rất nhiều trường hợp Nhà đầu tư nhỏ sẽ bóp chết chủ doanh nghiệp nhỏ Nhà đầu tư nhỏ nhàn hơn nhiều có gì đâu suốt ngày đi uống cà phê xong thỉnh thoảng xem có quả nào xong mua cái bán cái lãi. Ông kia làm bục mặt cả cả tháng cả năm luôn. Tuy nhiên nếu mà cái người mà so sánh giữa đỉnh của đỉnh ấy, đỉnh của nhà đầu tư và đỉnh của chủ doanh nghiệp ấy, thì chủ doanh nghiệp họ có khả năng nhảy vọt và đột phá hơn. À, năm nay doanh nghiệp của bạn chỉ có một đồng thôi. Nhưng 3 năm sau doanh nghiệp của bạn có 10 đồng, có 100 đồng là bình thường. Năm nay công ty của bạn chỉ có 100 triệu thôi nhé. 3 năm sau công ty của bạn đã có 1 tỷ, 10 tỷ ở trong tài khoản là chuyện bình thường khả năng nhảy vọt của doanh nghiệp là nó tốt hơn rất nhiều so với đầu tư. Đấy. Tuy nhiên nếu mà so sánh nhà đầu tư nhỏ và chủ doanh nghiệp nhỏ thì nhà đầu tư nhỏ rất nhàn. Nhàn hơn nhiều. Ok, Nên mình hai file người bên cạnh và nói là nhà đầu tư nhỏ rất là nhàn. <laughs> Bài học này quan trọng không ạ. Dành cho một số bạn mà nếu mà làm doanh nghiệp nhỏ vật vã mãi mà không lên được. <laughs> Tôi khuyến khích bạn sang làm nhà đầu tư nó nhàn hơn nhiều. Đồng ý không ạ? nhàn hơn rất nhiều so với lại là một chủ doanh nghiệp nhỏ còn nếu bạn những bạn mà có năng lực làm lớn được những bạn mà có khả năng là mình sẽ nghĩ là mình sẽ đưa doanh nghiệp của mình đi lên được thì bạn tập trung vào doanh nghiệp Đấy. và bạn coi như là một hoạt động tay trái là đầu tư